Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin trưa ngày 9 tháng 10 năm 2024. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với phần nội dung chi tiết. Chủ MU chốt tương lai Ten Hag. Theo đó, thì cuộc họp giữa tỷ phú Sir Jim cùng các lãnh đạo cấp cao của Manchester United về tương lai của huấn luyện viên mười khó đã kết thúc, mà không đưa ra được quyết định sa thải ông thầy người Hà Lan. Vâng, theo nguồn tin từ Sky Sports, sau cuộc họp kéo dài tới 7 giờ đồng hồ diễn ra vào mùng 8 tháng 10, ba lãnh đạo của Manchester United đã không đưa ra quyết định nào liên quan tới tương lai của Ten Hag cả. Trong khi đó, chuyên gia săn tin chuyển nhượng Romano khẳng định, MU hiện tại vẫn đang thảo luận nội bộ và chưa liên lạc với bất kỳ huấn luyện viên nào khác vì họ vẫn tôn trọng Ten Hag. Ở sự việc lần này, báo chí Anh đều tin rằng Quỷ Đỏ sẽ không vội vàng sa thải Ten Hag, cho dù thành tích cầm quân của vị chiến lược gia này trong thời gian gần đây là không thực sự tốt. Vâng, tính đến thời điểm hiện tại, trải qua 7 vòng đấu tại Premier League, câu lạc bộ Thanh Man đã chỉ có được vỏn vẹn 8 điểm, đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng. MU mới chỉ thắng 2 trận, hòa 2 và thua đến 3. Tính trên mọi đấu trường, đoàn quân của huấn luyện viên Ten Hag có 5 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, trong đó có 4 trận hòa và 1 trận thua. Việc Quỷ Đỏ không dứt khoát trong việc sa thải Ten Hag, mặc dù thành tích cầm quân của Erik Ten Hag là vô cùng tệ, vì họ đang đứng trước áp lực phải bồi thường hợp đồng lên đến 17,5 triệu bảng. Hơn nữa, không dễ để họ có thể tìm kiếm một huấn luyện viên đẳng cấp dẫn dắt Man United ở thời điểm hiện tại. Hiện huấn luyện viên Thomas Tuchel đang được xem là cái tên tiềm năng nhất, ứng viên nặng ký nhất ngồi vào chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Theo giới truyền thông, ông Tuchel có vẻ như hiện đang là lựa chọn yêu thích của tỷ phú Sir Jim cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng. Tuy nhiên, nhiều thành viên chủ chốt trong ban lãnh đạo của đội bóng lại không ủng hộ nhà cầm quân này. Cũng bởi vì chuyện đó nên Manchester United vẫn chưa thể sẵn sàng đưa chiến lược gia người Đức lên thay thế cho ông Ten Hag, bất chấp việc thành tích cầm quân của vị huấn luyện viên đến từ Hà Lan tệ hơn cả chữ tệ. Messi văng tục khi nhắc đến Paris Saint-Germain. Lionel Messi đã trải qua 2 mùa giải tại PSG sau khi rời khỏi Barcelona vào năm 2021. Nhưng siêu sao người Argentina đã thừa nhận, thời gian anh ở thủ đô nước Pháp không hề dễ chịu một chút nào. Trong quãng thời gian thi đấu cho đội chủ sân công viên Quang Tử, M10 đã có cơ hội sát cánh cùng với những ngôi sao hàng đầu như Kylian Mbappe, Sergio Ramos và người đồng đội cũ thân thiết ở Barcelona trước đây, Neymar. Tuy nhiên, mặc dù đội hình toàn sao và những kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ, anh vẫn không tìm thấy niềm vui ở đây và Paris Saint-Germain dưới thời của Messi thì cũng không thể đạt được mục tiêu đó là vô địch Champions League. Thưa quý vị, Desiré, một cầu thủ đã đối đầu với Messi ở cả giải Ligue 1 của Pháp và MLS của Mỹ, đã tiết lộ về những lần trò chuyện cá nhân với Messi trên sân đấu. Desiré đã từng đối đầu với Messi khi anh thi đấu cho Toulouse và lúc đó thì cả hai thi đấu tại Pháp. Họ lại có dịp tái nạm với nhau khi mà Inter Miami sở hữu Messi đối đầu với Charlotte của Desiré vào năm 2003. Desiré đã chia sẻ rằng sau trận đấu ở MLS, anh đã tiếp cận Messi và hỏi về trải nghiệm của anh ở Mỹ so với quãng thời gian ở Pháp như thế nào. Desiré đã kể, khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tôi hỏi Messi rằng anh thấy thi đấu cho Inter Miami có thoải mái hơn so với khi ở Pháp hay không. Anh ấy khá ngạc nhiên khi tôi nhắc lại quãng thời gian trước đây tôi từng đối đầu với anh ấy khi còn chơi cho Toulouse và đó là trận đấu diễn ra tại công viên Quang Tử. Dù anh ấy không nhớ, nhưng đó vẫn là một giấc mơ đối với tôi. Nó đã trở thành sự thật, vì Messi luôn là cầu thủ mà tôi yêu thích nhất. Desiré đã nói rằng sau đó Messi tiết lộ cảm nhận của mình về quãng thời gian ở Paris Saint-Germain, gọi đó là shit, và thừa nhận rằng anh cảm thấy rất thất vọng. Được gặp Messi là một khoảnh khắc phấn khích đối với tôi. Messi nói rằng, đối với anh ấy, PSG là La Mira. Đúng vậy, chết tiệt. Anh ấy đã phá lên cười khi nói điều đó. Dù người Paris ban đầu chào đón anh ấy rất nồng nhiệt, nhưng mọi thứ đã thay đổi sau thất bại tại Champions League. Anh ấy bắt đầu bị huýt sáo, la ó cho các trận đấu. Anh ấy đã quá chán nản vì điều đó. Người hâm mộ Paris Saint-Germain từng tin rằng, sự có mặt của Messi sẽ là yếu tố quyết định giúp đội bóng đạt được UEFA Champions League. Đặc biệt, đội hình của họ có nhiều ngôi sao như Mbappe, Neymar, Ramos, cùng với những cầu thủ trụ cột khác như đội trưởng Marquinhos, Marco Verratti hay Angel Di Maria. Tuy nhiên, sự thật lại không như mong đợi. Điều này đã khiến Messi cảm thấy thất vọng với trải nghiệm của mình ở công viên Quang Tử. Trong suốt quãng thời gian thi đấu ở Paris, Messi đã giành 2 danh hiệu Ligue 1, một cúp quốc gia Pháp. Tuy nhiên, đội chỉ lọt vào vòng 16 đội Champions League 2 lần, không đạt được kỳ vọng ban đầu khi đội bóng nước Pháp chiêu mộ Messi. Aguero đòi nợ Barca. Sergio Aguero yêu cầu Barcelona bồi thường 3 triệu euro, mức lương chưa thanh toán trong năm đầu tiên của hợp đồng tại sân Camp Nou. Theo Mundo Deportivo, trong bản báo cáo tài chính thường niên của Barcelona ở mùa giải 2023-2024, xuất hiện chi tiết Aguero nộp đơn lên tòa yêu cầu câu lạc bộ phải thanh toán cho anh 3 triệu euro.
Barca lưu ý rằng lá đơn của cựu tiền đạo Manchester City đang chờ tòa án xã hội xử lý. Tháng 6 năm 2024, một hành động hòa giải đã diễn ra giữa Barca và Aguero, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để. Aguero cáo buộc đội chủ sân Camp Nou nợ anh số tiền là 3 triệu euro sau khi bản thân phải đột ngột giải nghệ vào năm 2021 do bệnh tim. Aguero đã ký đồng 2 năm với Barcelona. Thời điểm nói chia tay, anh đồng ý từ bỏ khoản thanh toán cho năm thứ hai, nhưng vẫn muốn nhận đủ lương cho năm đầu tiên. Khi ấy đi, anh đã tham gia một số trận đấu với câu lạc bộ xứ Catalan. Giám đốc bóng đá Barcelona lúc bấy giờ, đó là Alemany, hứa sẽ trả tiền dù có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, rắc rối nảy sinh khi bên bảo hiểm từ chối thanh toán vì họ cho rằng vấn đề bệnh lý của Aguero xảy ra trước đó. Dù vậy, Aguero đã phủ nhận điều này. Đội ngũ của Aguero đã lập luận rằng anh mắc chứng rối loạn nhịp tim khi đã là cầu thủ của Barcelona. Chứng rối loạn này khác với vấn đề được giải quyết trong quá khứ. Thực tế, Aguero từng gặp vấn đề về tim khi mới 12 tuổi. Mục đích của Kun là đạt được thỏa thuận với Barcelona và sẵn sàng chấp nhận một kế hoạch thanh toán dài hạn. Phiên tòa vẫn chưa bắt đầu và cũng chưa có phiên điều trần nào được tổ chức. Aguero muốn khép lại vụ việc càng ít ồn ào càng tốt. Tháng 11 năm 2021, Aguero buộc phải chia tay sự nghiệp của đội bóng số vì chứng rối loạn nhịp tim. Ở thời điểm giải nghệ, Aguero mới chỉ có 33 tuổi. Anh chơi 5 trận cho Barca và ghi được 1 bàn thắng vào lưới của Real Madrid. Tổng cộng, cựu sao của Manchester City chỉ có 165 phút khoác áo Blaugrana ở La Liga và Champions League. Kun Aguero có sự nghiệp đáng mơ ước. Anh khẳng định được tên tuổi trong máu Atletico Madrid cùng chức vô địch Europa League 2009-2010 và siêu cúp châu Âu 2010. Sự nghiệp của Kun vươn đến đỉnh cao khi chuyển sang chơi cho Man City. Tại đây, anh có 5 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup, 5 cúp liên đoàn và 3 siêu cúp Anh. Tiền đạo người Argentina cũng trở thành một trong tiền đạo hay nhất lịch sử của giải đấu. Trong máu của đội tuyển quốc gia, Aguero có 1 chức vô địch Copa. Khi còn là cầu thủ trẻ, anh 2 lần vô địch U20 World Cup vào năm 2005-2007, giành 1 huy chương vàng Olympic 2008. Cole Palmer giành giải danh giá. Rạng sáng 9 tháng 10 theo giờ Hà Nội, Liên đoàn bóng đá Anh đã công bố giải thưởng cầu thủ nam hay nhất mùa giải 2023-2024 của Tam Sư và Cole Palmer đã được vinh danh. Ngôi sao của đội chủ sân Stamford Bridge nhận được nhiều phiếu bầu nhất từ công chúng, vượt qua Jude Bellingham và Bukayo Saka để giành giải thưởng trên. Việc Cole Palmer giành giải thưởng này gây tranh cãi lớn bởi anh chỉ chơi tổng cộng 145 phút và không đá chính một trận đấu nào tại Euro mùa hè này. Dấu ấn nổi bật nhất của Cole Palmer tại Euro 2024 chính là pha kiến tạo ở bán kết và bàn thắng ở trận chung kết. Palmer cũng chỉ ra mắt cho Tam Sư vào tháng 11 năm ngoái, trong chiến thắng 2-0 trước Manta tại Wembley. Xét về độ cống hiến cho đội tuyển quốc gia, ngôi sao của Chelsea không thể bằng Bellingham, Saka hay Harry Kane, nhưng ngôi sao đóng vai trò chủ chốt của đội tuyển Anh tại Euro 2024. Đây là giải thưởng cá nhân quan trọng thứ hai mà Cole Palmer nhận được kể từ đầu mùa, sau danh hiệu cầu thủ trẻ hay nhất 2023-2024 của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của TVS Vlogs.